Phương lần đầu lên tiếng sau ồn ào hủy vai diễn trong siêu phẩm Hàn Quốc. Sau chuyến đi Thái Lan, mới đây Nhã Phương đã có động thái mới nhất sau ồn ào hủy vai diễn trong phim Hậu Duệ Mặt Trời. Nguồn tin khẳng định, cặp đôi trông rất hạnh phúc Trường Giang, cậu ân cần qua Thái Lan thăm Nhã Phương, và cuối cùng cả hai đã tái hợp sau ồn ào chuyện tình cảm với Trường Giang. Những ngày qua, trên mạng xã hội ồn ào với đoạn clip ghi lại cảnh Trường Giang chở Nhã Phương đi mua trái cây vỉa hè trên chính chiếc xe anh từng làm quà tặng sinh nhật cho bạn gái. Sau đó cùng trở về một ngôi nhà được lan truyền đã như một câu trả lời cho khán giả về mối quan hệ hiện tại của cặp đôi đình đám showbiz. Đây không phải là lần đầu tiên cả hai đi cùng nhau sau nhiều chuyện ồn ào. Trước đó, nam diễn viên hài còn sang Thái Lan thăm bạn gái và dĩ nhiên chuyện cả hai chia tay là không hề xảy ra. Nhiều khán giả cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi chứng kiến cặp đôi này tái hợp và mong rằng mười khó sẽ không bao giờ làm Nhã Phương đau khổ và cả hai sớm làm đám cưới vì nữ diễn viên đã nhận nhẫn cầu hôn của hôn phu. Tuy nhiên, sau thời gian im lặng trong việc hủy vai diễn nữ chính trong phim Hậu Duệ Mặt Trời, trên trang cá nhân mới đây, Nhã Phương đã có những chia sẻ đầu tiên. Bình yên một thoáng trong tim mình, nơi mình luôn cảm thấy bình yên đó là quê nhà. Đây là lần đầu tiên Nhã Phương lên tiếng sau ồn ào hủy vai diễn cũng như chuyến đi Thái Lan cùng Trường Giang. Trước đó, rò rỉ thông tin Nhã Phương mất vai diễn là vì Trường Giang. Theo một nguồn tin thân cận tiết lộ, việc cô nàng bất ngờ rút khỏi Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt có liên quan đến Trường Giang. Cụ thể, mười khó đã ngăn cản bạn gái tham gia vào dự án này và không muốn bạn gái đóng cặp với một nam diễn viên cực kỳ điển trai. Bên cạnh đó, việc cô hủy vai cũng đã được dự đoán vào vài ngày trước, khi bỗng nhiên đang trong giai đoạn quay phim liên tiếp, Nhã Phương lại theo học khóa tu ở Thái Lan, đồng thời Trường Giang cũng bên cạnh cô trong chuyến đi này. Suy cho cùng, sau những ồn ào, Trường Giang và Nhã Phương vẫn quay về với nhau, người hâm mộ vẫn mong cặp đôi sẽ đi đến kết thúc đẹp. Như vậy là sau bao sóng gió, Nhã Phương vẫn quyết định tha thứ và ở lại bên người đã đồng hành cùng cô suốt 3 năm qua. Sổ nghi án Trường Giang chính là nguyên nhân khiến Nhã Phương mất vai trong siêu phẩm Hàn Quốc. Nhiều thông tin cho rằng Nhã Phương bỏ vai và phút chót là do Trường Giang không cho đóng. Nhà sản xuất dự án phim Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt vừa công bố dàn diễn viên chính thức. Theo đó, những cái tên tin đồn như Song Luân, Hữu Vi hay Cao Thái Hà vẫn được giữ nguyên. Và cũng như lời đồn, Nhã Phương dù xuất hiện trong buổi chụp poster, cuối cùng thì lại rút lui. Nữ diễn viên trẻ Khả Ngân sẽ là người được chọn để thủ vai bác sĩ Cang. Ngay lập tức, chủ đề Nhã Phương bỏ vai trong Hậu Duệ Mặt Trời lại được đem ra mổ xẻ. Rất nhiều giả thiết được đưa ra như Nhã Phương bị áp lực nên hủy vai và phút chót, Nhã Phương bị cắt vai, vân vân. Tuy nhiên, mới đây, một đoạn tin nhắn được hé lộ đã cho thấy Nhã Phương bất ngờ rút lui khỏi Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt là do Trường Giang. Cụ thể, nam danh hài ngăn cản bạn gái tham gia vào dự án này vì không muốn Nhã Phương đóng cặp với nam diễn viên điển trai Song Luân. Cặp đôi Trường Giang, Nhã Phương bị bắt gặp cùng nhau đi mua sắm tại trung tâm thương mại ở Thái Lan vào ngày 3 tháng 7 vừa qua. Thời gian này, Nhã Phương đang tham gia khóa tu ở Thái Lan, nên nhiều người cho rằng Trường Giang sang đây để thăm cô. Những thông tin và hình ảnh này khiến người hâm mộ xôn xao, bởi trước đó đã có tin đồn Nhã Phương và Trường Giang chia tay nhau sau khi danh hài xứ Quảng nhiều lần gây tổn thương cho nữ diễn viên. Thế nhưng sau tất cả, Nhã Phương vẫn chọn ở lại với người tình gắn bó 3 năm. Lộ clip xác nhận Nhã Phương quay lại với Trường Giang là sự thật 100%. Tối ngày 10 tháng 7, cặp đôi Nhã Phương và Trường Giang đã xuất hiện tại một địa điểm tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Trường Giang đích thân lại xế hợp đưa đón bạn gái. Scandal tình cảm của Trường Giang và nam em khiến khán giả khá mệt mỏi và nhân vật đáng thương nhất vẫn là Nhã Phương. Trong thời gian qua, có khá nhiều đồn đoán cho rằng Nhã Phương và Trường Giang đã đường ai nấy đi. Tuy nhiên, nhiều hình ảnh chụp được từ Thái Lan, nơi Nhã Phương tham gia khóa thiền, thì lại cho thấy Trường Giang vẫn sát cánh bên cô. Điều này càng làm công chúng đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ hiện tại của cả hai. Vào ngày 10 tháng 7 vừa qua, một đoạn clip đã ghi lại được khoảnh khắc Nhã Phương và Trường Giang cùng xuất hiện trên phố. Nam danh hài lái xế hộp trắng đưa Nhã Phương đến mua hàng tại một địa điểm sầm uất. Tuy nhiên, chỉ một mình Nhã Phương bước vào, còn Trường Giang ngồi đợi trên xe. Sau khi mua hàng xong, Nhã Phương nhanh chóng ra xe cùng Trường Giang, cả hai di chuyển sang một địa điểm khác. Trong xe, cặp đôi trò chuyện với nhau khá vui vẻ, nhưng không hề có giận hờn hay chia ly. Song Luân chính thức lên tiếng khi bị coi là nguyên nhân khiến Trường Giang cấm Nhã Phương đóng phim. Sau khi dàn diễn viên Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt chính thức được công bố, tin đồn Trường Giang e ngại nam chính Song Luân nên cấm Nhã Phương tiếp tục tham gia phim lan rộng. Trước tin đồn này, nam ca sĩ diễn viên Song Luân đảm nhận vai nhân vật Đại úy Duy Kiên, tức Đại úy Yoo Si-jin của Song Joong-ki trong bản hàng, đã ngay lập tức lên tiếng. Song Luân tâm sự,
Tôi đã từng gặp anh Trường Giang và Nhã Phương rồi, hoàn toàn là những người bạn rất nhiệt tình và vui vẻ. Tôi nghĩ Nhã Phương có lý do riêng khi rời vai, cũng là một sự đáng tiếc và tôi thấy nhân vật bác sĩ Càng rất thú vị và đặc biệt. Sau khi Nhã Phương rút khỏi vai diễn này, Khả Ngân chính là người đảm nhận nhân vật bác sĩ Hoài Phương, tức nhân vật bác sĩ Kang Mo-yeon của Song Hye-kyo trong bản Hàn, trở thành người tình màn ảnh của Khả Ngân, song luôn tiết lộ cảm nhận của mình. Khả Ngân là một diễn viên trẻ và ngoại hình xinh xắn. Những ngày chạy kịch bản cùng với Ngân, tôi thấy đây là một cô gái rất thông minh, tiếp thu nhanh và có nguồn năng lực mạnh mẽ. Đây có lẽ là nét riêng sẽ tạo ra một bác sĩ Càng rất khác biệt của phiên bản Việt Nam. Hiện tại trong thời gian này, tôi đang ăn ngủ với nhân vật đại úy Di Kiên và liên tục làm việc với bác sĩ Hoài Phương. Tôi thấy mình và Khả Ngân đang ngày càng ăn ý hơn. Cả hai rất chịu khó chia sẻ về vai diễn, lắng nghe và thay đổi cùng nhau, nên tôi rất có hy vọng vào cặp đôi của mình cũng như bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt. Bản gốc Hậu Duệ Mặt Trời đã đạt được tiếng vang rất lớn, vì vậy khi được đóng chính trong bản remake, Song Luân vừa thấy lợi thế vừa áp lực. Bản thân anh thấy rất vui khi phiên bản Việt được mọi người chú ý ngay từ khi công bố dàn diễn viên. Dù có nhiều ý kiến khen chê trái chiều, nhưng Song Luân vẫn cảm thấy rất vui và lấy đã làm động lực để bản thân ngày càng hoàn thiện hơn. Anh cho biết sẽ tận dụng cơ hội tuyệt vời này để thể hiện hết những kỹ năng cùng kinh nghiệm diễn xuất của mình để chinh phục khán giả. Khi remake lại bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời, đạo diễn và đội sản xuất đã cố gắng đưa ra những yếu tố Việt Nam vào phim sao cho hợp lý và thú vị nhất có thể. Bản thân Song Luân cũng hơi cố gắng để có thể làm mới vai diễn của mình cho khán giả một góc nhìn riêng biệt. Anh hy vọng có thể đưa tới cho khán giả một đại úy Duy Kiên mới mẻ trong Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt Nam. Để có thể tạo nên sự khác biệt cho vai diễn của mình, Song Luân chia sẻ: "Tôi thấy mình và anh Song Joong Ki khá khác biệt, mỗi người có một nét riêng, nên đây cũng là điều giúp Luân tạo ra sự riêng biệt đầu tiên khi vào cùng một vai. Ngoài ra, kịch bản cũng sẽ có những yếu tố khác phù hợp với Việt Nam, và tôi cũng đã tìm ra nét diễn riêng cho mình để tạo ra một đại úy Duy Kiên của Việt Nam." Đến thời điểm hiện tại, Song Luân sở hữu nhiều điểm cộng khi được chọn vào vai nam chính của Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt khiến khán giả phần nào yên tâm. Tuy nhiên, bản remake có thể đạt được thành công hay không, người xem vẫn phải chờ phim lên sóng mới có thể có câu trả lời. Nam em tuyên bố chấp nhận tự hủy hoại thanh danh đời mình vì Trường Giang. Trong một bài phỏng vấn mới đây, khi được phóng viên hỏi, nam em nói không hề làm truyền thông bẩn, nhưng những chiêu thức nam em sử dụng lại như một kịch bản thông minh, từng bước một và cực kỳ drama, không khác gì một cuốn phim mà nam em làm đạo diễn, từ việc treo poster ngay quán của Trường Giang, tặng bánh kem, mặc áo trùng với Nhã Phương, sau đó lại là ra MV. Nam em cho biết, lúc đó em tức Trường Giang thôi, tùy từng thời điểm mà em có những ứng xử và suy nghĩ khác nhau. Em đem bánh qua cho anh ấy hay treo poster ngay quán anh ấy đều muốn gây sự chú ý của anh Giang. Em nghĩ anh ấy sẽ nhắn tin cho em hoặc lên tiếng trên báo chí nói gì đó. Ví dụ như là nam em mà, anh không yêu em, anh lừa dối em đó cũng được. Nhưng anh ấy càng im lặng, em lại càng tò mò và tức. Em muốn tìm hiểu xem rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì nên cứ phải nghĩ cách. Khi em và Trường Giang chấm dứt, anh ấy nói anh không xứng đáng với tình cảm của em, anh tệ lắm, nên em mới lụy. Thà như anh ấy chửi bới hay đánh đập em thì em sẽ thấy dễ chịu hơn. Có phải còn xuất phát từ sự hiếu thắng? Em tò mò xem Trường Giang sẽ phản ứng như thế nào, anh ấy sẽ hối hận, lên tiếng xin lỗi hay căm ghét em. Em muốn biết được anh ấy đang nghĩ gì, nhưng em làm sao có thể gọi điện hay nhắn tin hỏi thẳng. Em biết mình không bình thường và quá lụy tình, nhưng những gì em làm, em xin khẳng định một lần nữa, em chỉ muốn nhắm vào anh Trường Giang, không phải mục đích PR cho bản thân mình. Trường Giang sẽ không bao giờ nghĩ rằng một cô gái trẻ, một hoa khôi, một người đẹp có học thức, có nhiều hợp đồng quảng cáo sẽ tự hủy hoại tất cả thanh danh đời mình và có thể cả hạnh phúc tương lai, vì sau chuyện này có thể sẽ chẳng có người nào có thể yêu em được nữa. Nhưng em không thể làm khác đi được. Anh Giang là một người đàn ông có tài thật, tật của anh ấy là quá mê gái và không chung thủy. Thế thì em phải làm cho anh ấy thay đổi, dù phải đánh đổi bằng bất kỳ giá nào. Rõ ràng bây giờ anh ấy đã rất khác, anh ấy sống tốt hơn rất nhiều, dù anh ấy có thể hận em hủy hoại sự nghiệp của anh. Nhưng sự nghiệp của anh sẽ không mất đâu, em nghĩ khán giả sẽ tha thứ cho anh ấy, nếu anh ấy thay đổi tích cực, em không hối hận vì những gì mình đã làm. Trường Giang trong mắt em rõ ràng có rất nhiều tật, sao em vẫn yêu mù quáng đến mức này? Nếu em lý giải được thì em đã không phải như thế này, ai chửi em ngu thì em chịu. Anh Giang không đẹp trai, không cao ráo, lại lăng nhăng, nhưng em cứ đâm đầu vào yêu. Nhưng bây giờ em đã ổn hơn rồi, em thấy mình làm thế là sai, là dại, em cần phải yêu bản thân mình hơn. Anh tưởng là bị mọi người chửi bới lăng mạ sướng lắm sao? Em đã sụt xấu khí rồi.
Ngày nay em cũng bị đau đầu gần như là chết đi sống lại. Đến nỗi bác sĩ đã chỉ định cho em sử dụng morphine để giảm đau, nhưng em không đồng ý vì sợ sẽ bị phụ thuộc. Mỗi lần lên cơn em phải truyền 2 bình nước giảm đau. Có sự kiện thì em phải ráng đi, cười tươi vì đó là công việc, mối quan hệ của mình.